Hello, xin chào tất cả các anh em và chào tất cả mọi người. Hôm nay chắc là ngày đầu tuần thứ hai rồi, chắc là mọi người cũng phải đi làm rồi. Và Thảo Lai cũng đang đi làm, phải làm ở đây. Nay chỉ muốn lên thảo luận cùng các bạn và mọi người về cái bảng camera raw. Nhiều bảng nó rắc rối và nhiều bảng cũng xài ngon, nhiều bảng xài dở. Tức là nói chung, hôm nay video này Thảo Lai chỉ muốn chia sẻ cá nhân, riêng cá nhân của Thảo Lai suy nghĩ cái gì, xài như thế nào thì Thảo Lai chia sẻ cho mọi người tham khảo. Nếu như mọi người cảm thấy hay thì mọi người hãy tải cái camera này ở dưới phần mô tả để xài nhé. Và Thái Lai cũng đã làm video hướng dẫn cho các bạn hết chân rồi. Thì để được biết rõ hơn nguyên nhân tại sao mà Thái Lai làm, thì như các bạn được biết là vừa rồi những ngày qua Thái Lai đã chia sẻ lên cho các bạn một cái bộ profile, và Thái Lai cũng có bán một bộ body set thì giá là 550k. Và khi Thái Lai bán thì Thái Lai giúp các bạn cài đặt hướng dẫn xài. Thì nhưng khi các bạn mua về, Thái Lai hướng dẫn nó sẽ gặp nhiều rắc rối xảy ra. Ví dụ như các bạn xài phiên bản mới quá, cực kỳ mới, là phiên bản hiện tại giờ có một số bạn bảo là hình như cái phiên bản 12.4 rồi đó. Nhưng mà Thái Lai chỉ biết 10 phiên bản 12.3, vì phiên bản đó Thái Lai có update vào máy của mình, Thái Lai xài. Và khi Thái Lai xài thì Thái Lai thấy nó cái kiểu như là gọi là theo suy nghĩ riêng cá của Thái Lai á, là nó chỉ là làm đẹp mắt thôi. Nó chỉ là làm đẹp mắt, còn cái công suất xài thì nó không, không gọi là không ngon bằng cái phiên bản mà Thái Lai đang xài. Phiên bản Thái Lai đang xài là phiên bản 12.0 thôi, nó chạy rất là mượt. Theo như cảm giác Thái Lai xài cái phiên bản này rất là lâu rồi, khi mà nó có thì Thái Lai xài thì các bạn thấy là nó chạy mượt, nó êm, không có vấp phải khi mà các bạn download vào hình vào và các bạn chọn rất là nhiều hình để làm luôn, nó cũng không sao cả. Và những cái thanh, đặc biệt là những cái thanh, những cái biểu tượng mà các bạn xài thì một số anh em á, đã xài phiên bản nào rồi thì anh em sẽ hiểu, còn một số anh em chưa xài qua thì anh em hiểu đâu, thì Thái Lai sẽ thu thập được một ít cái thông tin mà Thái Lai đã thấy, thì những hình ảnh mà Thái Lai đưa ra các bạn coi nhé. Tức là về cái cấu hình, về cái giao diện á, nó sẽ khác một chút, nhìn đẹp mắt và những cái từ ngữ nó cũng khác một chút, thì Thái Lai cảm thấy là hơi bị rắc rối khi mà những người xài như Thái Lai. Một phần nữa là những cái bảng mới á, thì Thái Lai cảm thấy là những cái thanh và những cái bảng điều khiển nó ẩn hết, nó ẩn hết chân à, nó lặn đi khi mà mình muốn xài thì mình sổ ra. Thì tất nhiên nó sẽ làm cho những bạn mà máy hình nhỏ thì nó sẽ rút gọn lại, nó gọn gàng. Nhưng mà đối với suy nghĩ Thái Lai là nó rút gọn như vậy, nó lâu như vậy thì rõ ràng mình một lần làm kích vô sổ ra kích nó rất là lâu, không bằng là nó sổ hết một lượt như vậy thế này. Nó sổ hết một lượt thì mình làm rất là nhanh, và khi mà mình làm nó sẽ quen, sẽ quen và mình muốn kích cái gì bộ não mình thích cái gì kích vô là có liền à. Còn khi mà xài cái bản mới nhất thì chắc chắn một số bạn xài mà ngon thì Thái Lai không nói, nhưng mà Thái Lai nói ở đây trong video này, Thái Lai muốn chia sẻ với các bạn là những cái bạn mới á, thì các bạn không rành thì nên xài gặp những rắc rối. Là như Thái Lai cũng nói đầu video là một số bạn mua body set về của Thái Lai nhưng mà bỏ vào phiên bản mới quá nó sẽ không, tức là các bạn không biết cách để mà là đưa vào, rồi có những cách đưa vào nó cũng không hiểu, thì cái lý do này Thái Lai không biết tại sao. Nhưng mà Thái Lai cũng chỉ muốn khuyên các bạn mới chơi tập tành chơi, các bạn chưa rành về camera thì các bạn hãy có thể xài phiên bản 12.0 như Thái Lai đang xài nhé. Và các bạn xài phiên bản đó thì các bạn có thể là update được những cái body set mà Thái Lai tặng. Ví dụ như cái bản profile vừa rồi đó thì các bạn tải về các bạn xài. Và cái profile này Thái Lai cũng chia sẻ một chút. Cái video trước Thái Lai nó rất là rõ ràng luôn rồi, nó Thái Lai chỉ chia sẻ một ngày thôi. Nhưng mà sau một hồi chia sẻ thì các bạn tải về nó cũng gặp rắc rối, nhiều thứ là tải về không được vì tải nhiều quá nó bị chặn. Thì một số bạn tải không được và một số bạn comment lên trên YouTube. Thì Thái Lai thấy rất là đau lòng cho những bạn đó, vì Thái Lai là người làm cho xã hội, làm cho các bạn, nhưng mà khi các bạn tải không được Thái Lai rất là xót. Nhưng mà để Thái Lai làm video này xong đã, Thái Lai sẽ tải lại cho các bạn tải nhé, để Thái Lai làm cái video này xong lại nhé, rồi Thái Lai sẽ tải lại cái bộ profile đó cho các bạn xài. Nhưng các bạn muốn xài bộ profile đó thì các bạn tốt nhất là hãy tải cái camera raw 12.0 của Thái Lai, chia sẻ ở dưới đường link đó, tải về rồi các bạn xài cái đúng như Thái Lai luôn. Khi các bạn xài camera raw rành rồi đó, rành hết tất cả mọi thứ rồi, thì các bạn có thể xài phiên bản mới nhất, hiện đại nhất hay là cũ nhất, nó cũng giống nhau thôi. Còn đây là các bạn, một số các bạn không có rành thì các bạn update lên xài. Các bạn đợi một chút nhé, uống cà phê đã. Làm đi thuốc luôn các bạn nhé. Bữa nay mình thảo luận thì Thái Lai cũng xin phép và tao thảo luận thoải mái một chút nhé.
anh em nào có hút thuốc không hay là chuyển qua chất rồi? Rồi chúng ta vừa hút vừa chích vừa quay lại vấn đề này nữa nha. Thì Thái Lai muốn chia sẻ với các bạn như vậy, với cái suy nghĩ của Thái Lai, một người làm dịch vụ cũng đã trải qua nhiều, nhưng mà Thái Lai chỉ biết được nó một giới hạn thôi. Thái Lai không phải là kỹ sư hay là những cái gì nghiên cứu về sâu xa hơn, nhưng mà Thái Lai muốn chia sẻ những cái gì mà Thái Lai biết được và xài đang xài ổn định. Nhưng nói về sâu xa hơn á, cái phần ổn định hay không á là do một phần đôi khi là cấu hình của mình nữa, để mà nó rụng là do cấu hình máy của mình, là RAM của mình, tất cả mọi thứ. Nhưng mà Thái Lai nghĩ rằng các bạn cứ tải thử phiên bản của Thái Lai chia sẻ lên, các bạn xài thử đi đã, sau đó các bạn đánh giá như thế nào đó các bạn comment dưới video cho mọi người biết. Tức là Thái Lai muốn mọi người hãy cởi mở một chút, khi mình xài gặp rắc rối cái gì hãy bình luận dưới video để cho những anh khác họ đọc được, họ biết được à, cái ông này ông nói vậy mà thằng này nó xài như vậy. Tức là Thái Lai muốn chia sẻ rộng ra để cho mọi người cùng nhau xài nó thoải mái hơn, nó tập cho các bạn xài những cái thanh công cụ, nó tập cho các bạn hiểu được phần nào là chỉnh cái gì cái gì, khi các bạn hiểu rồi á thì đối với các bạn phiên bản nào cũng giống nhau mà thôi. Còn riêng cá nhân của Thái Lai thì hiện tại là Thái Lai xài cho dịch vụ thì Thái Lai cảm thấy là phiên bản mà nó ổn á thì Thái Lai xài hoài, không có nâng cấp cho mày, thì nâng cấp lên đôi khi bị cái gì mất công thời gian, cho nên Thái Lai xài cảm thấy rất là tốt. Rồi trong video này thì Thái Lai muốn chỉ nói ở đây thôi và các bạn tải thôi, và các bạn nên nhớ bài viết dù đúng dù sai xem trong click subscribe kênh liền. Các bạn nhớ ủng hộ đăng ký kênh của tôi nha. Thôi vậy thôi.